Cornelius Vanderbilt, được biết đến với cái tên The Commodore, Đô đốc, là một tượng đài trong ngành công nghiệp Hoa Kỳ. Sinh năm 1794, ông đã vươn lên từ khởi đầu khiêm tốn để trở thành một trong những người giàu nhất trong lịch sử. Câu chuyện của Vanderbilt là câu chuyện về tham vọng, dám nghĩ, dám làm và theo đuổi thành công không ngừng nghỉ. Ông đã để lại dấu ấn không thể phai mờ đối với nền kinh tế và hệ thống giao thông của Hoa Kỳ. Di sản của Vanderbilt rất phức tạp. Ông là một doanh nhân tàn nhẫn, thường bị cáo buộc có những hành vi phi đạo đức. Tuy nhiên, ông cũng là một doanh nhân có tầm nhìn xa trông rộng, người đã góp phần định hình nên nước Mỹ hiện đại. Đây là câu chuyện về Cornelius Vanderbilt, ông trùm vĩ đại đầu tiên của Hoa Kỳ. Câu chuyện về Cornelius Vanderbilt bắt đầu trên bờ biển khiêm nhường của đảo Staten, New York. Sinh ra trong một gia đình nông dân và điều hành phả, Cornelius trẻ tuổi, ít được học hành bài bản. Cha mẹ ông đã dạy dỗ ông tinh thần làm việc chăm chỉ và khao khát độc lập. Năm 11 tuổi, ông bỏ học để làm việc cùng cha mình, người điều hành một dịch vụ phà giữa đảo Staten và Manhattan. Cảng biển trở thành lớp học của ông. Ông nhanh chóng nắm bắt được sự phức tạp của vận chuyển, tài chính và đàm phán. Tham vọng và khao khát tạo dựng tên tuổi, Vanderbilt đã mua chiếc thuyền nhỏ đầu tiên của riêng mình ở tuổi 16. Đây đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình phi thường đến với sự giàu có và quyền lực của ông. Những dự án kinh doanh đầu tiên là trong thế giới cạnh tranh khốc liệt của tàu hơi nước. Ông đã phải đối mặt với nhiều thách thức và đối thủ mạnh mẽ, nhưng sự kiên trì và tầm nhìn xa đã giúp ông vượt qua tất cả. Ông được mệnh danh là The Commodore, Đô đốc, vì sự nhạy bén trong kinh doanh và khả năng làm chủ đường thủy. Biệt danh này không chỉ phản ánh tài năng của ông, mà còn là sự tôn trọng từ các đối thủ và đồng nghiệp. Ông đã sớm nhận ra tiềm năng của các tàu chạy bằng hơi nước. Vanderbilt hiểu rằng công nghệ này sẽ cách mạng hóa ngành vận tải và mang lại lợi thế cạnh tranh lớn. Vanderbilt đã đầu tư rất nhiều vào việc đóng và mua lại một đội tàu hơi nước nhanh chóng và đáng tin cậy. Ông không ngừng cải tiến và mở rộng đội tàu của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Ông đã hạ giá đối thủ cạnh tranh, cung cấp dịch vụ vượt trội và mở rộng tuyến đường một cách mạnh mẽ. Chiến lược này không chỉ giúp ông thu hút khách hàng mà còn làm suy yếu các đối thủ. Đế chế tàu hơi nước của Vanderbilt phát triển nhanh chóng, kết nối thành phố New York với các khu vực xung quanh và xa hơn nữa. Mạng lưới vận tải của ông đã trở thành huyết mạch của nền kinh tế khu vực. Thành công của ông đã đặt nền móng cho khối tài sản khổng lồ của mình và biến ông trở thành thế lực thống trị trong ngành giao thông vận tải Hoa Kỳ. Vanderbilt không chỉ là một doanh nhân thành công mà còn là một biểu tượng của sự đổi mới và quyết tâm. Khi thế kỷ 19 trôi qua, một công nghệ mới xuất hiện, đường sắt. Vanderbilt đã nhận ra tiềm năng của nó trong việc cách mạng hóa giao thông vận tải và định hình lại đất nước. Ông chuyển trọng tâm từ tàu hơi nước sang đường sắt, đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đang phát triển này. Vanderbilt mua lại các tuyến đường sắt đang gặp khó khăn và hợp nhất chúng thành một mạng lưới hùng mạnh. Ông hiểu rằng kiểm soát cơ sở hạ tầng đồng nghĩa với việc kiểm soát thương mại. Vanderbilt mở rộng các tuyến đường sắt của mình về phía Tây, kết nối các thành phố lớn và mở ra các thị trường mới. Tầm nhìn của ông là tạo ra một hệ thống giao thông thống nhất và hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ. Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Vanderbilt là việc tạo ra đường sắt trung tâm New York. Ông đã sáp nhập một số tuyến đường sắt nhỏ hơn vào tập đoàn khổng lồ này. Tuyến đường này kéo dài từ thành phố New York đến Chicago, kết nối bờ Đông với vùng Trung Tây đang phát triển nhanh chóng. Đường sắt trung tâm New York đã trở thành một tuyến đường huyết mạch cho thương mại Hoa Kỳ, vận chuyển hàng hóa và con người qua những khoảng cách rộng lớn. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, thúc đẩy phát triển công nghiệp và giúp thống nhất một quốc gia vẫn đang hồi phục sau nội chiến. Con đường vươn tới quyền lực của Vanderbilt không hề suôn sẻ. Ông là một doanh nhân tàn nhẫn, nổi tiếng với chiến thuật hung hăng và cạnh tranh khốc liệt. Phương pháp của ông đã mang lại cho ông cả sự ngưỡng mộ lẫn khinh miệt. Trong khi một số người ca ngợi sự nhạy bén trong kinh doanh,
và đóng góp của ông cho sự tiến bộ của Hoa Kỳ. Những người khác chỉ trích những hành vi tàng nhẫn và khối tài sản khổng lồ mà ông tích lũy được. Cuộc đời của Cornelius Vanderbilt là một minh chứng cho sự tương phản. Ông đã vươn lên từ khởi đầu khiêm tốn để tích lũy một khối tài sản khổng lồ, ước tính trị giá hơn 100 triệu đô la vào thời điểm ông qua đời vào năm 1977. Con số này tương đương với hàng tỷ đô la ngày nay, khiến ông trở thành một trong những người Mỹ giàu nhất mọi thời đại. Bất chấp sự giàu có của mình, Vanderbilt vẫn là một người thực dụng và thường tiết kiệm. Ông sống một cách thoải mái nhưng tránh phô trương sự giàu có. Niềm đam mê thực sự của Vanderbilt là kinh doanh và ông vẫn tích cực tham gia vào các doanh nghiệp của mình cho đến những ngày cuối đời. Mặc dù chủ yếu được biết đến với các thương vụ kinh doanh của mình, Vanderbilt cũng tham gia vào các hoạt động từ thiện. Hành động từ thiện quan trọng nhất của ông là thành lập Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee. Ông đã quyên góp 1 triệu đô la để thành lập trường đại học, nhằm mục đích mang đến cơ hội giáo dục ở miền Nam sau nội chiến. Đại học Vanderbilt đã trở thành một cơ sở giáo dục đại học nổi tiếng, một minh chứng lâu lasting cho di sản của ông vượt ra ngoài thế giới, kinh doanh và tài chính. Di sản của Cornelius Vanderbilt rất phức tạp và thường gây tranh cãi. Ông thường được xếp vào nhóm Robber Baron, ông trùm cướp bóc, một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các nhà công nghiệp quyền lực thế kỷ 19 bị cáo buộc bóc lột công nhân, tham gia vào các hoạt động kinh doanh phi đạo đức và gây ảnh hưởng quá mức đối với chính phủ. Những người như Vanderbilt đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử kinh tế và xã hội của nước Mỹ. Các nhà phê bình lập luận rằng khối tài sản khổng lồ của Vanderbilt có được là do bóc lột công nhân và đối thủ cạnh tranh. Họ chỉ ra chiến thuật kinh doanh tàn nhẫn và sự kiểm soát độc quyền của ông đối với các ngành công nghiệp. Những điều này đã tạo ra một môi trường làm việc khắc nghiệt và không công bằng cho nhiều người lao động, khiến họ phải làm việc trong điều kiện tồi tệ với mức lương thấp. Tuy nhiên, những người ủng hộ lập luận rằng ông là một doanh nhân có tầm nhìn xa trông rộng, người đã giúp hiện đại hóa Hoa Kỳ và tạo ra sự tăng trưởng kinh tế chưa từng có. Họ cho rằng những đóng góp của ông trong việc phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng đã đặt nền móng cho sự phát triển công nghiệp và kinh tế của quốc gia. Vanderbilt không chỉ là một nhà tư bản, mà còn là một người đã thúc đẩy sự tiến bộ và đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa. Sự giàu có và ảnh hưởng của Cornelius Vanderbilt đã vượt qua nhiều thế đại. Con cháu của ông, được gọi là triều đại Vanderbilt, đã trở thành những nhân vật nổi tiếng trong xã hội Hoa Kỳ. Họ xây dựng những dinh thự nguy nga, kết hôn với giới quý tộc châu Âu và để lại dấu ấn của họ trong các lĩnh vực từ thiện, nghệ thuật và văn hóa. Câu chuyện của gia tộc Vanderbilt là một lời nhắc nhở về sức mạnh bền bỉ của cải và sự phức tạp của di sản. Sự trỗi dậy và ảnh hưởng của họ mang đến cái nhìn độc đáo về kết cấu xã hội và kinh tế của thời đại Mạ Vàng ở Hoa Kỳ. Ảnh hưởng của Cornelius Vanderbilt đối với Hoa Kỳ là không thể phủ nhận. Ông không chỉ là một trong những nhà công nghiệp nổi bật nhất của thế kỷ 19, mà còn là một người tiên phong trong lĩnh vực giao thông vận tải. Ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của đất nước, kết nối các khu vực xa xôi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những tuyến đường sắt và tàu thủy mà ông phát triển đã thay đổi cách người Mỹ di chuyển và kinh doanh. Câu chuyện của ông, mặc dù gây tranh cãi, là minh chứng cho sức mạnh của tham vọng, dám nghĩ, dám làm và theo đuổi thành công không ngừng nghỉ. Vanderbilt đã vượt qua nhiều thử thách và khó khăn để xây dựng một đế chế khổng lồ, trở thành một biểu tượng của sự kiên trì và quyết tâm. Từ khởi đầu khiêm tốn trên đảo Staten đến triều đại của ông với tư cách là The Commodore, Đô Đốc của một đế chế giao thông vận tải rộng lớn, Vanderbilt đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông đã biến những ý tưởng táo bạo thành hiện thực, tạo ra những thay đổi lớn lao trong xã hội và kinh tế. Di sản của ông tiếp tục gây ra tranh luận và truyền cảm hứng cho sự kinh ngạc, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh biến đổi của sự đổi mới và ảnh hưởng lâu dài của các cá nhân đối với tiến trình của một quốc gia. Những đóng góp của Vanderbilt vẫn còn hiện hữu trong cơ sở hạ tầng hiện đại, chứng minh rằng tầm nhìn và sự cống hiến
có thể để lại dấu ấn vĩnh cửu.